chuyến bay CA1336 đang trong hành trình từ thành phố đến thủ đô Bắc Kinh thì buộc phải hạ cánh sau khi một nữ hành khách nói có bom trên khoang. Hello, sawadika, sawadi. Hôm nay không bay các bạn à, tiền đâu hôm nào cũng bay được. Thì hôm qua tôi có vào cửa hàng GB thấy khá là nhiều súng GB mới các bạn à. Tôi thì không bao giờ vào cửa hàng GB hết, nhưng mà hôm qua vào thì thấy khá là nhiều con hàng. Tôi chưa quay clip thì tôi quay nốt luôn nha các bạn nha. Quay nốt rồi chúng ta bay về một lúc luôn, chứ mắc công lại bay rồi ngày mai lại bay về lại mốt lại bay sang kia đó đấy. Kể ra thì từ khi sang Trung Cổ lại có cái gọi là sự tích chiếc máy bay. mày quá các bạn ơi, nó lao qua tới nhà tôi rồi. Đang giới thiệu súng thì nó lao qua tới nhà. Mày tí nữa là chết rồi. Hà Nội thì không có vội được đâu, các bạn vội thế. Chơi từ từ thôi, từ từ tôi bắn còn kịp chứ các bạn nhanh thế. Tôi tay còn chậm lắm các bạn à. Trời ơi, nó vào tôi tới sai nè. Ấy xả. Vào xe nè, vào xe núp nè. Bắn thì không bắn, mày núp. Thấy cái lúc chết chạy chưa giết được thằng nào mày. Trời ơi. One hit là one kill. Đừng đùa. Quá phê luôn các bạn ơi. Ý nhời. Ui. Tụi mày ép tao vào đây hả? Ép tao vào đây, tụi mày vô đây. Tao lại sợ tụi mày quá nhờ. Dao hả? Tao lại sợ nhè, vô đây. Múc. Trời, đâu rồi. Ui. Đùa. Trời ơi. Chém dao thì chết luôn kìa. Nơi này có anh chứ. Phải thiệt, bị sờ cai chém dao chết. Khổ ghê. Bị mấy thanh niên sờ cai chém. Thì tôi cũng đã kiến nghị với Đột Kích là ra nhân vật Đàm Vĩnh Hưng rồi các bạn à. Nhưng mà tôi thì lên lại fanpage của Đột Kích xem nè. Nó sắp ra nhân vật Thủy Tiên, nó mới chết chứ. Kiến nghị ra Đàm Vĩnh Hưng không ra, ra nhân vật Thủy Tiên. Khốn nạn. Các bạn phải vào cái gọi là cái mục mà nhân vật Thủy Tiên, các bạn comment phải là anh đã già đã đưa tao tới đây. 20.000 like đổi Thủy Tiên lấy Đàm Vĩnh Hưng. Chém gió bạn tí thôi chứ ra con nào cũng được. Nói chung là kiểu như là nhân vật độc quyền, kiểu như Ngọc Trinh á. Ấy, miễn sao là độc quyền Việt Nam ta chơi là phê rồi. Ấy à. Con này chúng ta nheo lên bắn one hit one kill các bạn à. Sướng phết đấy, kiểu như là chúng ta bắn sniper vậy. Ấy, nhưng mà nó khá là chậm. Thôi, kệ nó. Hàng miễn phí mà các bạn nha. Có chơi là được rồi, quan trọng là gì. Đó, mấy thanh niên bắt đầu kích 9A91 ra rồi đó. Rồi thanh niên hồi nãy bắn mình cây 9A91 đó bạn ơi. Rồi, bây giờ nó kích ra rồi. Bây giờ chúng nó bắt đầu vác sờ lút TMP ra rồi. Một cái sự gọi là khá là hay ở Việt Nam chúng ta là mỗi lần mà bên nào là vác TMP ra trước là kiểu như hiệp sau là chúng nó sẽ vác ra vả lại đấy. Đấy. Mày có là tao cũng có. Đéo sợ. Ngu rồi. Trời ơi, xui thế. Xui vậy. Chết rồi. Không hiểu sao lần nào thiết kế cái map thị trấn bỏ hoang, cái map đang yên đang lành với nó gắt. Nó có cái cây trụ nó gắn ngang qua làm gì đó nha. Làm tôi mình quăng chứ bom choáng nó còn dướng lại cái cây trụ. Khổ thế không biết. Chém gió với cái bạn súng mạnh tí thôi chứ nãy giờ tôi chết mẹ. 5 mạng liên tiếp chưa giết được thằng nào. Súng tào lao thì bắn khá là chậm các bạn à. Bắn thì ok đấy nhưng mà nó bắn một viên đầu tiên á. Xong các bạn bắn thêm một viên nữa phải đợi tới 1-2 giây sau mới bắn được. Nghe phải chi mà nó liên thanh được thì ok. Bắn thế là chết đi được. Ok, tôi sẽ ke kiểu bắn súng nhắm cho các bạn xem nè. Còn này chúng ta phải đứng từ xa chúng ta nhắm cái snipe á. Đó, ke đây nè. Ke nè. Trời ơi, đùa hoài. Giỡn hả bưởi. Chạy gấp. Thôi, Athena. Bạn bắn cái gì vậy? Cứu tôi. Trời, chết luôn rồi. Holy shit. F2 đầu. Thôi xong mẹ rồi. Bánh mì kẹp xúc xích nè. Còn hả? Úi trời, chết tôi rồi. Chết rồi. Đùa. Trời ơi. Nghe cái từ mission fail mà liên tục các bạn à.
Nghe em thấy chán luôn rồi đấy. Đi mít hả anh em ơi? Không có thanh niên nào đi mít cover cho tôi chế bom nha. Cover chế bom tôi lao lên tôi chém hết. Đấy, cover. Đấy, đúng rồi, hợp lý, hợp lý. Hợp lý, hợp lý. Múc. Trời ơi, trời nó đi sẹt qua người tôi. Ngồi ỉa này, ngồi ỉa này. Múc nè. Múc. Trời ơi, nó có giá. Hên vai các bạn à. Thằng Venus nó hên, nó bắn phát không chết. Nó may nó có giáp nó nhảy lên. Tôi bắn ngay đích nó thôi, chứ bắn ngay mình nó cũng chết đấy. Hy vọng là hiệp sau chúng ta đỡ xui hơn. Cái cầm cây này khó chịu quá các bạn ơi. Kiểu như là nó bắn giống như là đạn ỉa vậy. Thế nó chậm. Không tin được. Lên nè, lên nè, lên nè. Đúng rồi. Hợp lý, thanh niên Ford nó hiểu ý tôi đấy. Cover trái bom tuyệt vời. Hết đạn nè, bắn làm gì là hết. Đừng làm tôi bực, đừng làm tôi bực. Bà Kiều nha, đừng đùa. Lao nháo à. Tính bác nháo, tính là gọi là chơi lén là thông đẻo tôi à. No. Trời ơi, kẹt tôi kẹt cái thùng nữa. Chớ chưa bao giờ là hết đen. Đen như cục cứt chó vậy. Chưa ăn được 4 kill, chưa kịp quẩy gì hết. Nó làm cho quả lựu đạn né không kịp luôn chứ. Chơi với lựu đạn gì mà nó màu vàng vàng. Tôi tưởng đâu là mẹ nó đáp với bông khói vàng. Ai ngờ mình chơi trái lựu nổ. Khốn nạn thật. Rồi, hiệp này chúng ta đi gọi là nước các bạn nha. Nãy giờ tôi đi mid chém vào 2-3 phát. thoải mái tinh thần rồi. Lên tay là rồi các bạn à. Hồi nãy tôi chết liên tục nhưng mà sau gọi là những pha chém vào gọi là anh đã lấy lại những gì đã mất rồi. Tấn công này các bạn ơi. Let's go. Phải nói là câu hàng này tôi cầm cảm giác nó khá là ấm ức luôn các bạn à. Nó hơi chậm. Nó làm chết mấy mạng, nhiều khi nghĩ lại cũng thấy nó củ chuối. Được rồi. Tôi sẽ cố gắng là làm 20 mạng đi. Đặt mục tiêu là 20 mạng nha. Bạn nào đánh con lô thì mai bao lô 20 luôn. Lên luôn các bạn ơi. Nào 20 nào. 20 nào. 20 nào. Quẩy lên. Đùa hoài chứ con này cũng là gọi là, nếu mà các bạn là bắn quen tay á, bắn kiểu như súng nhắm thì ok đấy. Mà lần đầu tiên cầm vào thấy nó hơi gọi là hơi củ chuối một tí. Mà không sao. Nào để tôi đi mid tôi ke cho bạn phát nè. Đù. Mày quá, anh cầm súng nhắm hay súng gì vậy ta? Mày tí tôi bắn tường nó bắn tôi chết rồi. Nào lên đi nào các anh em, lên nào. Đừng núp nữa. Quăng cho quả bom. Rồi lên. Chét cho kỹ các bạn nè. Ấy à. Đi mà không chét gì hết vậy, thấy chưa? Thằng kia nó không chét cho mình chết à. Được rồi, tôi sẽ me ngay đây. Ngồi trong làn sương khói các bạn. Ngồi trong làn khói chúng ta. Tôi nghe có tiếng động. Có tiếng trẻ trâu. Đây. Trẻ trâu gì đó. Bắn như là hách vậy. Như là súng nhắm. Không khéo tụi nó chơi tưởng mình bắn sờ lút đấy chứ nhẹ. ghê nha. Đây rồi. Trời ơi, trời ơi, giả bộ núp nữa à. Diễn sâu nè. Trời ơi, diễn sâu nè. Lát ra nhắn tin anh gửi cho 50.000 tiền uống cà phê. Bắn diễn tốt phết. Anh niên này diễn đúng như kịch bản các bạn à. Tôi quăng cái bông tráng xong anh ấy lướt qua xong bị chết. Không biết là tôi với anh ấy đã tập bao nhiêu lần này. Ủa hợp lý. Tôi đợi trái bông tráng này lâu lắm rồi. Trời ơi. Đùa. Ra đây mày. Không ra này, 3 kill, triple kill. Đùa hoài. Đừng đưa. AFK này, 2 viên này. Đù. Thôi rồi. Thôi chắc tôi cũng tạm dừng từ đây nha. Các bạn đừng quên để lại một like gọi là để ủng hộ tôi. Hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau. Thôi chào mọi người nha.